À, hôm nay không có cái việc gì làm, lên thử YouTube tìm xem mấy cái video clip của Zamba thằng YouTuber Mobile Legends xem có gì hay không nhỉ? Phân tích cũng kinh đấy. Top 4 chiến thuật leo rank ở meta hiện tại. Cách chia đường ở meta hiện tại. Tường đỡ đòn mạnh ở meta hiện tại. Rồi khắc chế tường hot ở meta hiện tại. Ra mắt trang bị đảo đường ở meta hiện tại. Thế tóm lại là meta nó là cái gì? Hello, xin chào anh em quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của mình. À, và những gì anh em đang xem á là vẫn là mình chơi thôi. Nhưng mà mình sử dụng nick của anh trai mình. Thì anh trai mình có nickname là Nikirio. Thì chắc hẳn anh em đã rất là quen đối với cái nickname này của anh trai mình rồi đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau. Chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau về một cái chủ đề, về cái khái niệm của cụm từ meta. Ôi, cái lỗi này là lỗi của mỡ thực sự luôn anh em ạ. Khi mà tôi không có được một cái video clip nào ra hồn về cái khái niệm này cho anh em xem, mà kiểu chưa học bò đã lo học chạy á, chưa có khái niệm cụ thể mà đã tung ra một loạt những cái video clip gọi là ở trong meta này thì cái gì là nhất, cái gì là khỏe, xong rồi nên chiến thuật như nào ra sao, đúng kiểu chưa học bỏ lo học chạy luôn. Tôi đúng là như loài này anh em ạ. Ok, vậy thì chúng ta thử tìm hiểu xem meta cái khái niệm của nó là gì và trong Mobile Legends nó đóng vai trò ra sao. Thì meta chúng ta có thể hiểu là viết tắt của cái cụm từ anh em đang nhìn trên màn hình á, nó là tiếng Anh luôn, nó là Most Efficient Tactics Available. Nó lấy cái chữ cái đầu tiên của từng cái từ này ghép lại thành cái cụm từ meta, có nghĩa là chiến thuật hiệu quả nhất hiện tại. Tuy nhiên theo Wiki, ôi đọc xong cái meta này đau đầu lắm anh em ạ, không để lại được cái chữ nào trong đầu đâu. Thì về cơ bản anh em chỉ cần hiểu meta là tất cả những gì tốt nhất liên quan đến chất tướng, liên quan đến chiến thuật và kiểu lên đồ đang thịnh hành ở thời điểm hiện tại, như của chúng ta là tháng 9 năm 2019 anh em nhé. Tức là theo meta ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ có những cái tướng này là mạnh nhất này, những cái chiến thuật kia là chuẩn bài nhất này, và kiểu lên đồ như thế này là hợp lý nhất. Khái niệm meta hầu như được hiểu ở trong các tựa game MOBA như là Mobile Legends này, Liên minh huyền thoại này, Dota 2 này và nhiều tựa game MOBA khác. Và để có được cái gọi là meta này á, thì trò chơi sẽ phải có hai cái tiêu chí như sau. Thứ nhất, đây là một trò chơi mang tính chất chiến thuật. Và cái thứ hai, đây là một trò chơi chưa có sự cân bằng, hoặc là vốn đã cân bằng rồi nhưng mà bị một cái điều gì đó nó tác động, và cái tác động này nó sẽ tạo nên hoặc nó sẽ thay đổi cái meta đang có. Người tác động chính ở đây đó chính là nhà sản xuất trò chơi, cụ thể đây là Moontoon, thông qua các bản cập nhật chỉnh sửa tướng cũng như là thay đổi gameplay, thay đổi giao diện bản đồ hay là ba lăng nhăng ba sàm gì đó. Tôi không rõ anh em chơi Mobile Legends cũng được bao lâu rồi, nhưng mà cái thời điểm mà tôi bắt đầu chơi cái tựa game này là nó rơi vào khoảng tháng 2 năm 2019. Thì hồi đấy con Kimmy tôi nhớ là bá cực kỳ luôn anh em ạ. Nó là xạ thủ cấp S cộng luôn. Giờ mất tăm rồi. Con trâu hồi đó cũng bị cấm khá nhiều ở trong những cái trận đấu xếp hạng. Nhưng mà giờ chỉ còn là hot pick thôi. Có rất nhiều thứ đã thay đổi. Và Moontoon chính là cái người, chính là cái nguyên nhân chính làm cho cái điều này xảy ra. Ngoài ra ấy, thì meta còn được tạo ra bởi các pro player trên thế giới. Tức là những cái người chơi thi đấu kiểu siêu kinh khủng ấy anh em. Họ đã có những cái lối chơi đặc thù về vị tướng nào đó rồi, với cách lên đồ dị mà hiệu quả, rồi khiến cho những cái người chơi khác lên theo, hoặc có một cái chiến thuật nào đó cũng bá lạ dị, xong rồi cũng cực kỳ hiệu quả đi. Thì khi đó một cái meta mới đã được tạo ra rồi anh em ạ. Vậy thì làm thế nào để biết được meta hiện tại đang là những gì? Ok, tóm gọn nhanh meta hiện tại nó có cái gì nào. Ở meta hiện tại, đối với chất tướng, chúng ta có đây. Đó là hẳn một cái website riêng giúp cho anh em tra cứu toàn bộ những cái thông tin về các vị tướng phù hợp ở meta hiện tại. Từ rank A cộng trở lên là những cái tướng mạnh ở meta, anh em nên pick và nên mua những cái vị tướng này nhé. Đây là những cái vị tướng có bộ kỹ năng phù hợp với meta hiện tại, do đó chúng khá mạnh và lợi thế hơn rất nhiều những cái vị tướng khác xếp ở các cấp rank dưới. Nếu như mà anh em vẫn chưa hiểu ý, thì chất tướng ở meta hiện tại đó là những cái vị tướng có khả năng tham gia giao tranh mạnh trong giai đoạn đầu và giữa game. Dĩ nhiên là cuối game nó cũng phải mạnh rồi. Có nhiều hiệu ứng khống chế và cuối cùng là siêu cơ động. Những cái vị tướng có đủ các phẩm chất như tôi có nêu trên á, hầu như đều là những cái vị tướng mạnh ở meta hiện tại. Nói đến đây, có một số anh em cho rằng ui dồi ôi, Zamba cái meta tướng nào mà chẳng mạnh, chẳng qua là do kỹ năng của người chơi nó như nào thôi. Thì cái này, theo quan điểm của cá nhân mỡ tôi đây, nó không hoàn toàn sai, cũng không phải là đúng hẳn. Nó chỉ là đúng một nửa thôi, đúng một nửa và sai một nửa anh em ạ.
đồng ý rằng tướng nào cũng mạnh nếu như biết cách chơi. Ví dụ như là đám Leyla hay Mia, hai cái con xạ thủ này chẳng phải là về cuối game nó cũng bắn khỏe vãi cả trưởng đúng không anh em? Một con thì bắn siêu nhanh, còn một con thì bắn càng xa thì càng mạnh. Nhưng mà ở cái meta hiện tại, nó sẽ quyết định cái cục diện và kết quả của trận đấu ngay từ những phút đầu game. Những cái vị tướng chỉ cần sở hữu từ 1 cho đến 2 trang bị lớn với cái khả năng gây ra hàng tấn sát thương ý, chắc chắn là nó sẽ ăn đứt những cái vị tướng phải cần tới từ 4 đến 5 món đồ thì mới có thể mạnh như là Mia hay Leyla, hoặc những cái vị tướng ao meta khác anh em ạ. Đấy là chưa kể cái đám Mia hay Leyla á, nó còn không có bất kỳ một cái hiệu ứng khống chế nào đâu anh em ạ. Không có khả năng chạy thoát, di chuyển thì siêu tù, như những gì anh em đang nhìn thì nó bị con Guinevere hành đến nơi đến chốn luôn anh em ạ. Tất nhiên là nhiều anh em đến đây vẫn sẽ nói thêm đó là ủa ôi, cái con Leyla này nó chơi ngu thôi, nó cầm thanh tẩy thì con Guinevere tuổi gì bắt được. Nhưng mà có một cái vấn đề anh em ạ, đấy là cái thanh tẩy hồi chiêu nó cần tới 75 giây, tức là 1 phút 15 giây, còn khống chế của Guinevere nó hồi chiêu có 8 giây, thậm chí là ít hơn. Vậy thì liệu anh em thanh tẩy được bao nhiêu lần ở trong một cái trận đấu như vậy, và anh em có trốn được mãi không? Hơn nữa, xuyên suốt mọi giai đoạn trong game, kể cả là cuối game, Guinevere mạnh có khi là ngang ngửa, thậm chí là hơn Leyla rất là nhiều. Như vậy là hiểu rồi đúng không anh em? Không phải là vô lý khi mà có những cái vị tướng được pick rất nhiều ở thời điểm hiện tại, và có những cái vị tướng bị xếp xó đâu anh em ạ. Do đó, cái câu nói thành bại tại kỹ năng, không phải tại tướng, nó nửa đúng nửa sai là như vậy. Đúng, nếu như anh em không quan tâm đến việc thắng thua, chỉ có chơi cổ điển hoặc là leo rank thấp mà thôi. Còn từ cái rank cao trở lên, tức là huyền thoại cho đến thần thoại á, càng chọn những cái vị tướng mạnh ở meta hiện tại, tỷ lệ thắng của chúng ta càng cao. Nếu như team càng có nhiều con tướng out meta thì tỷ lệ thắng của chúng ta càng thấp. Tướng thì dài dòng như vậy thôi, còn đối với chiến thuật ở meta hiện tại nó sẽ là 2-2-1 anh em nhé. Một đội hình chuẩn sẽ là một tanker chính, một semi tanker kiêm hỗ trợ, một đấu sĩ, một sát thủ hoặc một pháp sư, chỉ một trong hai thôi nha, và cuối cùng là một xạ thủ. Cụ thể, tanker có nhiều hiệu ứng khống chế hơn sẽ đi với pháp sư hoặc là sát thủ ở đường giữa tạo thành một cặp. Semi tanker kiêm hỗ trợ còn lại sẽ đi với xạ thủ, thường là ở đường dưới. Và cuối cùng, đấu sĩ sẽ đi solo đường trên. Đó, chỉ đơn giản nó là như vậy thôi. Cái vị trí đấu sĩ solo đường trên nó có thể thay bằng một con sát thủ như kiểu Hayabusa, có khả năng đi solo đường cũng được. Có rất là nhiều kiểu biến tấu, nhưng đơn giản là vậy thôi anh em ạ. Đó, meta nó chỉ đơn giản là như vậy thôi anh em. Còn thì kiểu lên đồ thì chúng ta cứ vào game này, rồi chọn phần bảng xếp hạng này, rồi đến phần tướng anh em muốn xem đồ. Trời, nó ra cả đồ, cả bảng ngọc, cả phép bổ trợ của những cái người chơi đang ở cái vị trí top ở trên bảng xếp hạng thế giới luôn anh em ạ. Game là dễ, easy như một trò đùa. Vậy thì cái câu hỏi cuối cùng ở đây đó là liệu tôi có nên chơi theo cái meta hiện tại của Mobile Legends hay không? Câu trả lời này thì còn tùy thuộc vào anh em thôi. Nếu như anh em chơi giỏi tất cả các vị tướng ở tất cả các vị trí thì cái việc chạy theo meta là vô cùng dễ dàng, thậm chí là không nhất thiết phải chạy theo meta luôn. Còn nếu như mà chúng ta là người chơi chỉ chơi được một vai trò thôi thì tốt nhất là nên tập trung vào 1 đến 2 cái con tướng mạnh ở meta hiện tại và nên chơi nó thật giỏi. Nên nhớ rằng Moonshot sẽ phát triển cái tựa game Mobile Legends này còn dài, còn đều đặn. Và cái lịch trình ra tướng mới của Moonshot nó khá là đều. Và mỗi khi ra một con tướng mới nào đó thì tất nhiên sức mạnh của nó là phải lớn. Dĩ nhiên rồi anh em, lớn thì mới có người mua và lớn thì mới có người dùng nha anh em. Người ta thường gọi đó là những cái con phá game. Nhưng rồi, những cái vị tướng đó sức mạnh sẽ được điều chỉnh, meta cũng sẽ được thay đổi. Thế nên hãy tập cho mình chơi tốt nhất là từ 1 cho đến 2 vị tướng đa dạng vào, để đừng bỡ ngỡ với cái meta mới. Nó thay đổi theo từng ngày và từng tuần anh em nhé.
Ở trên đây là toàn bộ những cái video clip của mình chia sẻ đến cho anh em cái khái niệm về Meta là gì trong Mobile Legends. Và nếu như anh em thấy cái video clip này hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một like, một subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để những cái anh em khác hiểu rõ hơn về Meta hiện tại của Mobile Legends nó là như thế nào nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye bye.